Một tham số quan trọng để ước tính sự giống nhau của một ngoại hành tinh so với trái đất là các thành phần cấu tạo bầu khí quyển của nó. Bầu khí quyển có thể được nghiên cứu bằng quang phổ trong quá trình quá cảnh. Khi một hành tinh đi qua phía trước ngôi sao, bầu khí quyển của nó sẽ lọc ánh sáng của ngôi sao. Các thành phần cấu tạo của bầu khí quyển có thể được xác định bằng việc phân tích quang phổ của ánh sáng được lọc. Về mặt lý thuyết, các nhà thiên văn học cũng có thể xác định các hành tinh giống trái đất nhất bằng cách sử dụng một số dấu vết sinh học nhất định. Đây là những khí có thể chỉ ra các hoạt động sinh học. Ví dụ, phân tử oxy mà chúng ta hít thở là sản phẩm của các quá trình sinh học trên trái đất. Thật không may, với công nghệ ngày nay, vẫn rất khó để phát hiện các chất hoặc quá trình này trong bầu khí quyển của một hành tinh xa xôi. Các kính viễn vọng không gian liên tục theo dõi sự thay đổi độ sáng của 200.000 ngôi sao giống như mặt trời khi xảy ra hiện tượng quá cảnh. Từ những quan sát này, một danh mục các ứng cử viên có thể là hành tinh sẽ được liệt kê ra. Nếu một ứng viên được xác nhận với độ chắc chắn hơn 99% thì nó được xem là một hành tinh. Do xác suất tìm thấy các hành tinh giống trái đất trong vùng có thể sống của các ngôi sao cao hơn đáng kể, nên việc tìm kiếm các hành tinh tập trung chủ yếu vào các khu vực này. Một trong những ngoại hành tinh đầu tiên được phát hiện theo cách này là 70 Virginis B, nằm cách chúng ta khoảng 60 năm ánh sáng trong chòm sao Sử Nữ. Quỹ đạo của nó nằm ngay giữa vùng có thể sống của chòm sao. Tuy nhiên, các cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng hành tinh này là hành tinh khí khổng lồ và rất nóng. Vì thế, sự tồn tại của nước lỏng và sự sống bị loại trừ. Năm 1998, một hành tinh khí khổng lồ khác được phát hiện trong chòm sao Bảo Bình, cách trái đất khoảng 15 năm ánh sáng, trong hệ thống của ngôi sao nhỏ Clisser 876, và nó được đặt tên là Clisser 876b. Ba năm sau, một hành tinh khí khổng lồ khác được tìm thấy trong cùng hệ thống, thậm chí gần với ngôi sao trung tâm của nó hơn, đó là Clisser 876c. Như chúng ta biết, hành tinh này không thể có sự sống, nhưng giống như hành tinh khí khổng lồ Mộc Tinh và Thổ Tinh, Clisser 876b và c có thể có những mặt trăng có sự sống. Đây là một trong những hành tinh đầu tiên được phát hiện trong vùng sống được, và mọi người đưa ra giả thiết rằng nếu nó có mặt trăng xung quanh thì mặt trăng sẽ có kết cấu rắn và có nhiệt độ phù hợp để tồn tại nước lỏng. Sau tất cả những khám phá này, người ta tập trung nhiều hơn nữa vào việc tìm kiếm bản sao thực sự của trái đất. Một ngoại hành tinh giống như trái đất, anh em song sinh với trái đất, là một hành tinh hoặc mặt trăng có điều kiện môi trường tương đương như ở trên trái đất. Hàng tỷ năm trước, sự sống đã có thể phát triển trên hành tinh của chúng ta. Nếu chúng ta tìm thấy một hành tinh rất giống với trái đất, thì xác suất phát triển sự sống ở đó sẽ cao tương ứng. Giờ đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra một số hành tinh giống với trái đất ở nhiều điểm. Chỉ số tương tự trái đất là rất cao. Một trong số nhiều yếu tố là kích cỡ. Với Kepler, nếu chúng ta nói giống như trái đất, ý nói rằng nó đủ bé và có thể đủ vững chắc để bạn có thể đứng trên đó, nhưng điều đó không có nghĩa là nó có bầu khí quyển hoặc đại dương. Trước tiên, để được coi là giống như trái đất, ngoại hành tinh phải có mặt đất. Điều này có nghĩa là nó phải có bề mặt rắn, bao gồm các vật liệu tương tự như trái đất. Sau đó, hành tinh hoặc mặt trăng này sẽ phải ở trong vùng có thể sống được của ngôi sao đó và có bầu khí quyển ổn định vĩnh viễn. Nó cũng cần có những đại dương và những đám mây hơi nước giống như trên trái đất.
một hành tinh song sinh thực sự với trái đất cũng cần có sự kết hợp giữa nước ngọt và nước mặn, và các mảng đất rộng không bị bao phủ bởi nước. Chúng ta đều tin rằng nước là thiết yếu, nhưng mọi thứ khác mà bạn nghĩ là quan trọng đối với sự sống thì dường như cũng có sự sống trên trái đất không cần đến chúng. Có sự sống thiếu ánh sáng mặt trời, có sự sống không cần oxy, có sự sống ở sâu bên dưới lớp băng ở Nam Cực. Liệu có tồn tại một hành tinh thực sự giống trái đất trong số hàng nghìn ngoại hành tinh đã được xác định? Vào tháng 4 năm 2013, các nhà khoa học của nhóm Kepler đã công bố một khám phá được nhiều người kỳ vọng. Lần đầu tiên họ tìm thấy hai hành tinh có vẻ rất giống với trái đất. Đó là hai hành tinh Kepler-62e và Kepler-62f. Cả hai đều có quỹ đạo trong vùng có thể sống được, xung quanh ngôi sao lùn nhỏ bé màu cam Kepler-62. Cả hai ngay lập tức được xem là các ứng viên chính chứa đựng sự sống ngoài trái đất. Một nghiên cứu mô hình cho thấy cả hai hành tinh này có thể được bao phủ bởi một phần hoặc thậm chí hoàn toàn bởi nước. Kepler-62e có thể có nhiều mây, tương đối ấm áp và ẩm ướt ở các vùng cực. Kepler-62f có thể lạnh hơn nhưng vẫn có tiềm năng. Thật không may, chúng ở rất xa chúng ta, cách chòm sao Lyra 1.200 năm ánh sáng. Ngay sau đó, một ngoại hành tinh được phát hiện cách trái đất một khoảng cách không đến một nửa so với hành tinh Kepler-62f, thậm chí giống với trái đất hơn, hành tinh Kepler-186f. Nếu tôi phải lái một con tàu vũ trụ đến một hành tinh mà chúng tôi tìm thấy bằng Kepler, thì nơi mà tôi sẽ đến là Kepler 186F, đó là một hành tinh nhỏ, có thể lớn hơn trái đất từ 10-20%. Dựa trên mọi thứ chúng tôi biết về hành tinh này, nó gần như chắc chắn là có bề mặt rắn và nó cách ngôi sao mẹ của nó một khoảng cách hợp lý. Nếu bầu khí quyển cũng như hiệu ứng nhà kính phù hợp, nước lỏng có thể tồn tại trên bề mặt của nó. Sau phát hiện đó, các hành tinh khác giống trái đất đã được tìm thấy thêm, ví dụ như hành tinh Kepler-438b, Kepler-442b và Kepler-440b. Tất cả chúng đều giống trái đất, nhưng không hành tinh nào có thể được coi là hành tinh song sinh của trái đất. Vào ngày 23 tháng 7 năm 2015, nhóm nghiên cứu Kepler bất ngờ thông báo với công chúng một tin giật gân. Có vẻ như các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một hành tinh giống với trái đất nhất từ trước đến nay, hành tinh Kepler-452b. Ông Fugger Mullally, từng là thành viên của nhóm Kepler trong nhiều năm, vẫn còn nhớ những điểm khác biệt của hành tinh này so với những hành tinh khác. Nó, một hành tinh trong vùng sống được xung quanh một ngôi sao gần như là một bản sao của mặt trời của chúng ta. Sau phát hiện này, trái đất dường như bớt cô đơn trong vũ trụ. Hành tinh Kepler-452b quay quanh một ngôi sao có cùng nhiệt độ, sáng hơn một chút và chỉ lớn hơn 10% so với mặt trời của chúng ta. Quỹ đạo của nó chỉ lớn hơn 5% so với trái đất. Một năm trên hành tinh này kéo dài 385 ngày, chỉ dài hơn chúng ta 20 ngày. Điều khiến cho chúng tôi bớt mong đợi về khả năng tồn tại sự sống trên hành tinh này chính là kích cỡ của nó. Theo dự đoán chính xác nhất, nó lớn hơn trái đất 60% về kích thước. Do đó, hành tinh Kepler-542b thuộc nhóm siêu trái đất. Ví dụ,
các hành tinh có khối lượng bằng hoặc lớn hơn trái đất và thường là các hành tinh đá. Với khối lượng gần gấp 5 lần trái đất, Kepler-452b sẽ có trọng lực bề mặt khoảng 2G. Vì vậy, mọi thứ sẽ nặng gấp đôi so với trái đất. Trong năm 2018, ông Fergal Mullally và nhóm nghiên cứu của NASA bắt đầu hạ Kepler-452b xuống cấp của một ứng viên có khả năng là hành tinh vì không thể loại trừ các lỗi về phương pháp với xác suất 99%. Nhưng ngay cả khi là một ứng viên, vật thể này vẫn thú vị bởi vì nó có thể đã quay quanh vùng có thể sống được của ngôi sao trung tâm trong khoảng 6 tỷ năm, một khoảng thời gian đủ dài để tạo ra sự sống. Vào tháng 5 năm 2016, các nhà thiên văn học đã phát hiện ra ba hành tinh quay quanh một ngôi sao lùn trong chòm sao Bảo Bình, chỉ cách trái đất khoảng 40 năm ánh sáng. Những hành tinh này có thể là mục tiêu đầy hứa hẹn trong quá trình tìm kiếm sự sống ngoài hệ mặt trời. Kính thiên văn TRAPPIST ở Chile đã quan sát ngôi sao lùn đỏ này và theo dõi các hành tinh xung quanh bằng phương pháp quan sát sự quá cảnh. Ngôi sao TRAPPIST-1 được đặt theo tên của kính thiên văn, lạnh hơn và đỏ hơn nhiều so với mặt trời của chúng ta. Những ngôi sao như thế này, những ngôi sao lùn đỏ rất phổ biến trong dải ngân hà và chúng rất lâu đời. Ba hành tinh của ngôi sao TRAPPIST-1 có kích thước tương đương với trái đất và có khả năng tồn tại sự sống. Nhưng trên hết, chúng là những ngoại hành tinh đầu tiên giống như trái đất mà chúng ta có thể kiểm tra các dấu hiệu của sự sống bằng các dụng cụ hiện có. Các ngôi sao lùn đỏ phát ra đủ ánh sáng để chúng ta có thể phân tích bầu khí quyển của các hành tinh đó. Mặt khác, các ngôi sao lớn hơn và sáng hơn như mặt trời của chúng ta có thể làm sai lệch kết quả. Trong những năm tới, các thế hệ kính viễn vọng không gian mới hơn sẽ được đưa vào không gian để nghiên cứu các hành tinh như TRAPPIST-1 ở một khoảng cách gần hơn, tìm kiếm dấu hiệu sinh học trong bầu khí quyển của chúng. Dự án tham vọng nhất trong số các dự án này là kính viễn vọng không gian James Webb, một dự án hợp tác quốc tế giữa NASA, Cơ quan Vũ trụ châu Âu ESA và Cơ quan Vũ trụ CSA của Canada. Kính viễn vọng James Webb thậm chí có thể quan sát các giai đoạn đầu trong quá trình tiến hóa của vũ trụ. Nó bao gồm dấu vết của ánh sáng đầu tiên sau vụ nổ lớn, sự hình thành của các hệ sao đầu tiên và cả sự phát triển của hệ mặt trời của chúng ta. Kính viễn vọng không gian James Webb, viết tắt là JWST, có thể phân tích ánh sao chiếu xuyên qua bầu khí quyển của các hành tinh xa xôi để tìm kiếm các chỉ số hóa học của sự sống như oxy, metan, carbon dioxide và nitơ. JWST thực sự giúp chúng ta hiểu được bầu khí quyển của hành tinh như thế nào trong các điều kiện khác nhau, vì đó sẽ là một kết quả thực sự thú vị. Một bước tiến nữa trong nghiên cứu ngoại hành tinh là sứ mệnh CHIOP của Cơ quan Vũ trụ châu Âu ESA. Các nhà khoa học dự định dùng nó để thực hiện các phép đo cần độ chính xác cao trong các hệ sao, hành tinh để xác định kích thước, khối lượng và bầu khí quyển của chúng. Với những loại kính thiên văn mới này, chúng ta đang nâng cao khả năng không chỉ trong việc xác định thêm các ngoại hành tinh mà còn trong việc tìm kiếm những bằng chứng về sự sống ở những nơi đó.